phải chơi chim. Sơn giả đá nha các bạn. Số điện thoại của mình là 0966581851. Mình đi công đây là cột giả đá màu xanh ngọc. Mình đi công đây là công trình này là lò hỏa táng của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha các bạn. Nhập Tết rồi, còn hơn 10 ngày nữa là Tết rồi, Tết âm lịch, dịch Covid. Với khách hàng có nhu cầu thi công cột giả đá, cột giả gỗ, vẽ tranh tường 3D thì liên hệ mình. Trường Đại học Ngân hàng bắn tiền chưa? Hay không? Này, chưa bắn tiền á? Bảo bắn đi, mấy bữa nữa Tết nghỉ, ngân hàng nghỉ nè, ai bắn cho? Ngân hàng một mình nghỉ. Cột giả đá, cột giả gỗ và vẽ tranh tường 3D nha các bạn. Điện thoại của mình là 0966581851. Mình nhận đi công cột giả đá, cột giả gỗ và vẽ tranh tường 3D.